Xin chào, tôi đang có mặt ở trung tâm để đi khám sức khỏe định kỳ. Đây là ở một trung tâm ở Hà Nội. Giờ là tôi sẽ vào đăng ký để khám tổng quát và tầm soát ung thư. Thì là bây giờ chúng ta hãy cùng vào và xem là thủ tục như nào nhé. Bây giờ là tôi sẽ làm đăng ký ở bàn đăng ký. Thì làm đăng ký thì gồm có là thông tin cá nhân như là tên, số điện thoại, địa chỉ. Sau đấy thì sẽ được khám. Đăng ký xong, thông tin ở đây thì tôi sẽ di chuyển sang bàn bên cạnh là lấy máu, tiến hành là lấy máu để được xét nghiệm. Ở Việt Nam thì khám định kỳ như thế này bằng cách là lấy máu và lấy nước tiểu. Kết quả thì sẽ có sau 2 ngày. Bên trung tâm sẽ gửi kết quả cho người dân qua địa chỉ email hoặc là gọi điện để xếp hàng và lấy máu. Sau khi đã xếp hàng, giờ là đến lượt tôi này, là tôi sẽ lấy máu ở đây. Sẽ cần lấy là 3 ống máu và 1 ống nước tiểu. Đó, giờ là tôi sẽ làm theo các bác sĩ. Thực sự là đi lấy máu cũng khá là sợ. Có phải cầm lên hay như thế nào? Tôi rất là sợ lấy máu. Mỗi lần nhìn thấy kim tiêm á, rất là sợ. Nhưng mà hôm nay sẽ lấy cho mọi người xem. Bà chị đừng thu tay vào nhé. Vâng. Thả lỏng ra nhé. Chị thả lỏng tay ra nhé. Thả lỏng tay ra nhé. Chị có mắt trong mặt không? Không, không ạ. Bác sĩ vừa hỏi tôi là có hoa mắt trong mắt không? Tôi không. Chỉ cảm giác là hơi sợ thôi, nhưng thực ra không có đau. Đông kim là thì cảm giác là nó sợ thôi, nhưng sau đấy thì không sợ. Xong rồi đúng không ạ? Thế là tôi đã xong rồi đó. Cảm ơn ạ, cảm ơn ạ, cảm ơn bạn. Giờ sẽ đi lấy nước tiểu nữa là xong này. Sau khi đã lấy máu xong, trung tâm cũng rất là chu đáo, đã chuẩn bị sẵn bánh này và sữa dành cho những người đến khám dùng. Thì bây giờ tôi sẽ là ăn bánh một chút và uống sữa, bởi vì là trước khi đi khám sức khỏe là sẽ không được ăn gì. Đó, bây giờ là sẽ ăn rồi sau đấy thì là tôi sẽ được đi về. Và sau 2 ngày nữa thì trung tâm sẽ gửi kết quả cho tôi qua email. Như vậy là đã hoàn thành đi khám rồi. Đã, chị đi đi ạ.